Địa cầu có thể còn đẹp hơn nữa. Chúng ta đã có bằng chứng của nhiều nền văn minh bị chôn vùi dưới lòng đất vì khuynh hướng theo lối phủ định. Lịch sử đã chứng minh tất cả những điều này. Họ đã tiến lên đến tột đỉnh của nền văn minh cũng như tới tột đỉnh phát triển về điện tử và cơ khí. Nhưng dù vậy, họ đã bỏ thượng đế, bỏ nguyên tắc đạo lý ở đời, cho nên họ cũng đi xuống. Những khám phá này nên là bài học vĩ đại cho thế hệ chúng ta và nhiều thế hệ tương lai. Nhưng đôi khi con người không học mau như vậy. Chúng ta quên rất nhanh, vì thế chúng ta mang lại cho mình nhiều tai họa khủng khiếp. Tôi hy vọng những gì quý vị nghe từ tôi ngày hôm nay sẽ được truyền ra ngoài thế giới, đến mọi người, đến khắp mọi nơi trên thế giới, để đánh thức anh chị em chúng ta hầu có thể giải cứu thế giới. Bởi vì đây là một tinh cầu rất đẹp, đáng lẽ còn đẹp hơn, có thể còn đẹp hơn nữa và sẽ đẹp hơn nữa. Nên tất cả mọi người hay đa số người trên thế giới thức tỉnh để thăng hoa lên đẳng cấp tâm linh cao hơn, tin vào thiên quốc ở trong họ, tin vào là họ có lực lượng vạn năng bên trong họ. Tin rằng nếu chúng ta khẳng định, nếu chúng ta tôn trọng chân thiện mỹ, thế giới của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn và trở thành thiên đàng. Nếu chúng ta chuyển sang thuần chay. Câu hỏi thứ hai của ông là điều gì sẽ gây cảm hứng và khích lệ nhiều nhất cho người ta theo lối ăn chay hay thuần chay để tránh khủng hoảng toàn cầu? Là vẫn còn địa cầu như vậy được không? Là vẫn có thể sống ở đây được không? Là không còn bị bệnh nữa được không? Con cái chúng ta sẽ khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh, từ ái và tử tế được không? Tất cả chúng ta đều muốn con mình lớn lên thông minh, từ ái và tử tế. Nhưng chúng ta dạy con cái điều gì từ ngày đầu trong đời sống thật mong manh của họ? Chúng ta dạy họ điều gì? Chúng ta nhét những thứ bạo động vào miệng họ. Ngay cả khi họ nhả ra, chúng ta cứ ép vô trở lại, cho đến khi họ quen thì thôi. Đến nay, bạo lực là một phần đời sống của chúng ta. Bạo lực là những gì mà chúng ta dạy con cái, rồi kỳ vọng họ trở nên hiền lành, tử tế. Không chỉ riêng bạo lực mà miếng thịt hay cá hoặc thú vật, thứ mà chúng ta cố nhét vào cái bụng ngây thơ của con cái chúng ta, nó cũng làm giảm đi sự thông minh của họ, giảm phẩm chất yêu và nhân từ của họ. Chúng ta muốn điều tốt nhất cho con mình, nhưng lại cho họ những gì tệ nhất. Điều tệ hại nhất trong tất cả mọi điều tệ hại là ăn thịt. Vậy lợi ích là hứa hẹn rằng con cái sẽ trở thành như chúng ta kỳ vọng nơi họ, nếu không ăn thịt, được không? Thông minh, hiền lành, tử tế, những chúng sinh cao quý. Và lợi ích là hứa hẹn cho một địa cầu được sửa chữa với rừng xanh tươi tốt phát triển từ chân trời này đến chân trời kia, sông sạch, suối trong, đại dương lành mạnh, nước tinh khiết để uống, không cần phải bỏ thuốc tẩy hoặc hóa chất vào đó, thậm chí để hủy hoại sức khỏe của mình. Lợi ích là tất cả hình ảnh cực lạc đó, được không? Nếu chỉ cần buông bỏ miếng thịt cá và sữa đó, bất cứ miếng thịt thú nào mà chúng ta muốn cho vào miệng. Lợi ích là làm sạch cơ thể của mình để được lành mạnh, sống động và không thành như nghĩa địa, được không? Quý vị biết đôi khi đi ngang qua một nghĩa địa, chúng ta cảm thấy thật sợ hãi, phải không? Lúc nhỏ, tôi rất sợ. Quý vị thì sao? Có ai trong quý vị sợ hãi khi đi ngang qua một nghĩa trang, nghĩa địa vào ban đêm hoặc thậm chí ban ngày không? Dạ có. Phải, đúng, đúng. Hãy tưởng tượng chính mình là một nghĩa địa. Có phải đáng sợ không? Đáng sợ, rất đáng sợ, phải. Ngày này sang ngày khác, 24 tiếng một ngày, một nghĩa địa mà quý vị mang theo với mình. Thôi được, chúng ta nói khẳng định hơn, như Eva nhé. Chúng ta hình dung, chỉ họ cho thấy kích thích trí tưởng tượng của họ về một thế giới lành mạnh, môi trường an hòa và có sức sống mới. Tất cả cư dân sẽ sống với nhau trong hòa bình và hòa hợp. Tôi biết chúng ta đều niệm điều đó từ thời xa xưa, nhưng phải làm điều đó bây giờ,
phải hiện thực sự hòa hợp và hòa bình, không phải chỉ nói suông. Chúng ta phải sống trong hòa bình và hòa hợp như chưa bao giờ sống trước đây. Vì trong thế giới thuần chay, chúng ta suy nghĩ khác, hành động khác, sống khác, đối xử với nhau một cách khác. Đầu óc hoạt động một cách khác, tâm cảm thấy khác, trí thông minh hoạt động một cách khác. Không còn lý do để chúng ta có thể thấy thú vật phải sợ hãi người. Không còn lý do để làm bất cứ ai đau khổ, cho cả thú vật lẫn con người. Chúng ta sẽ không có lý do, sẽ không thấy lý do duy nhất là yêu thương, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Và không còn lý do nào cho con người phải sợ hãi lẫn nhau. Vì mọi người sẽ tôn trọng sự sống và bảo vệ đời sống của họ lẫn người khác chỉ bằng cách ăn thuần chay. Cuộc đời quý vị sẽ thay đổi, sự suy nghĩ của quý vị sẽ thay đổi, toàn bản thân quý vị sẽ thay đổi. Hãy tin tôi biết điều đó bởi vì tôi đã làm. Quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn, quý vị sẽ thương mình hơn, sẽ có lòng tự trọng hơn và sẽ ăn mừng rằng mình bước trên con đường cao thượng của lối ăn thuần chay từ bi. Không còn sự sợ hãi ngấm ngầm với nhau hoặc từ thú vật. Sẽ chỉ có tình thương, hòa bình, cả thú vật lẫn con người. Những thánh hiền và tư tưởng gia như phái Taurus nói rằng khi nào con người còn tàn sát thú vật, họ sẽ còn giết nhau. Và Leo Tolstoy, văn hào nổi tiếng người Nga mà tất cả chúng ta đều biết, cũng nói khi nào còn lò sát sinh thì sẽ còn chiến trường. Đúng là như vậy, thật sự là như vậy. Ở Hoa Kỳ chẳng hạn, FBI, văn phòng điều tra liên bang, FBI nổi tiếng của Hoa Kỳ, họ chính thức xét sự tàn nhẫn đối với thú vật như một phần để biết mức đe dọa của một tội phạm xã hội là cỡ nào. Nhiều sát nhân hàng loạt ở tuổi nhỏ thường hành hạ và ngược đãi thú vật. Họ thực tập điều này trước với thú vật và sau đó với con người, thấy không? Như vậy, điều ngược lại cũng sẽ đúng. Nếu tử tế và thương yêu với thú vật, chúng ta cũng sẽ tử tế hơn, thương yêu hơn nữa đối với đồng bạn, con người hoặc với đồng cư con người. Không có lò sát sinh, chúng ta sẽ không tham gia vào thói quen sát sinh hoặc thậm chí tham gia trong hạ ý thức về thói quen sát sinh. Thói quen áp bức kẻ yếu, không thể tự vệ và vô tội, chỉ vì khẩu vị của mình. Thật sự là dưới phẩm giá của chúng ta, đầu óc chúng ta sẽ không còn nhiều mâu thuẫn nữa. Sự mong muốn làm người từ bi, thương yêu và hòa bình, và hành vi của chúng ta chứng minh nhiều hơn là lời nói, làm ngược lại. Hơn nữa, không còn vũ khí, không có quân đội đánh chiến, chỉ có thời gian và năng lực và tài chánh còn lại cho những công việc xây dựng để làm xã hội chúng ta tốt đẹp hơn. Hãy tưởng tượng xã hội như vậy sẽ như thế nào? Dĩ nhiên đó là thiên đàng tại thế. Chúng ta sẽ có phương tiện và trái tim dũng cảm để giải quyết nạn nghèo đói mà tự nó là một trong những sản phẩm của việc ăn thịt. Chúng ta sẽ sống đẹp đẽ, khỏe mạnh và thật nhiều niềm vui. Toàn thể bầu không khí sẽ tràn đầy hạnh phúc như một thiên đàng thật. Nếu ăn thuần chay một bước đơn giản, dễ dàng, chúng ta không chỉ đạt lại địa cầu tuyệt đẹp của mình, mà thậm chí còn có được một thế giới đẹp đẽ, tuyệt vời và thăng hoa hơn. Bởi vì lối sống thuần chay mang theo một từ trường mạnh mẽ như vậy, toàn khẳng định, toàn ái, toàn xây dựng, toàn ân điển, toàn thông minh, có thể đánh tan tất cả từ trường phủ định, diệt trừ nó vĩnh viễn và trung hòa lực lượng phá hoại trong môi trường và trong đời sống chúng ta trong thời gian ngắn nhất mà quý vị có thể tưởng tượng, rồi thay thế chúng bằng từ trường xây dựng và chấn động lực an hòa. Sẽ giống như là sự khác biệt giữa khi bước vào một lò sát sinh và vào một quán ăn thuần chay. Quý vị có thể làm thử để so sánh bầu không khí và cảm giác thế nào. Quý vị sẽ biết ý tôi nói là gì. Thật ra cũng có một chấn động lực rất mạnh cho người ta ăn thuần chay khi họ tận mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn đối với thú vật xảy ra, sự kinh hoàng xảy ra phía sau xí nghiệp chăn nuôi, phía sau những bức tường, cánh cửa nhà tàn sát. Tôi không gọi đó là lò sát sinh, mà gọi đó là nhà tàn sát.
Phía sau cánh cửa của những nhà tàn sát đó có những hành động khủng khiếp diễn ra. Hoặc nếu họ đi lên tàu đánh cá tàn sát hoặc tàu đánh cá voi đẫm máu để tự chứng kiến thấy. Tôi không biết có ai có thể làm việc này để kiếm sống. Nhưng dĩ nhiên họ đã bị gạt để làm việc đó. Tất cả chúng ta đã bị gạt để làm những việc mà chúng ta không bao giờ nên làm, thậm chí không bao giờ tưởng tượng tới. Bởi vì trái tim chúng ta vốn chứa đầy lòng nhân ái, nhưng chúng ta chỉ lờ đi cảm giác của mình. Nếu quý vị từng thắc mắc là địa ngục có hiện hữu không, chỉ cần đi vào nhà tàn sát đó, hoặc lên tàu giết cá voi và đi đến những vùng tàn sát hải cẩu. Đi đến đó để tìm địa ngục, rồi quý vị sẽ tin rằng địa ngục hiện hữu thật. Thượng đế tánh nguyên thủy của mình là nhân ái, tôi lặp đi lặp lại và lặp lại. Quý vị không phải như vậy, quý vị là từ bi, là hiện thân của tình thương, xin quay trở về tánh đó. Vì vậy, khi chúng ta tự ép mình xem những đoạn phim về ngược đãi thú vật, tiện thể nói, điều đó được cố tình giấu khỏi chúng ta, vì một số lý do để chúng ta không biết. Chúng ta xót xa khi xem sự tàn nhẫn này, cho dù trên băng hình hoặc khi nghe tường trình về nó. Như trước kia chúng tôi nghe một báo cáo của một sư huynh chúng tôi về sự tàn nhẫn ở khắp nơi. Chúng tôi đau lòng, xót xa, quay nhìn chỗ khác. Chúng tôi khóc hoặc thét lên. Chúng tôi có ác mộng. Chúng tôi không chịu nổi khi nhìn thấy cổ bò, heo, gà bị đâm hoặc cắt để chảy máu cho đến chết. Và còn nhiều cách ghê rợn không thể tưởng tượng để hành hạ thú vật. Hoặc ép ngỗng ăn để lấy gan làm ba tê. Hoặc cố tình cho bê con ăn thiếu, nhốt chặt chội để giữ cho thịt mềm, nó không thể cựa quậy trong suốt cuộc đời non nớt ngắn ngủi của nó. Hoặc số phận kinh hoàng của những con gà khi gà mái bị cắt mỏ non trong lúc bị treo ngược đầu, và gà trống con bị nghiền sống hoặc làm ngạt thở cho chết. Hoặc sự đau khổ bất tận hoặc hốt hoảng của những con heo thật thông minh, dễ thương và sạch sẽ, nhưng bị buộc phải đứng trong phân của mình cao tới đầu gối và ngạt thở vì khí độc từ phân của mình và la hét vì điên loạn. Hoặc những con cừu bị gãy xương do sự chuyên chở hàng ngàn dặm đến nhà tàn sát. Chúng tôi quay nhìn nơi khác bởi vì bản tánh của chúng ta không phải muốn bị đau đớn, cũng không phải gây đau đớn, thống khổ và kinh hãi cho loài khác. Sức khỏe cũng là một động lực rất mạnh khác mà chúng ta có thể chỉ ra cho người khác để khích lệ và gợi cảm hứng cho họ. Trong thế giới thuần chay sẽ không còn tin buồn về con của ai đó bị chết vì hoại ốc hoặc bại liệt do vi khuẩn E. coli. Vi khuẩn chết người mà nguyên thủy hầu như luôn luôn đến từ nông súc. Sẽ không còn sự đau lòng do đại dịch cúm heo chết người hoặc bệnh bò điên, ung thư, tiểu đường, đột quỵ, trụy tim, khuẩn Salmonella, Ebola, vân vân và vân vân. Ngay cả bệnh liệt kháng mà chúng ta vô cùng sợ hãi, nguyên thủy cũng là từ việc săn bắn thú vật để ăn. Những bệnh tật do thú vật từ môi trường chăn nuôi dơ bẩn, khủng khiếp, chịu trách nhiệm cho 75% cho tất cả những bệnh hay lây đang xuất hiện. Và chúng thường lây nhiễm do việc săn bắn thú vật hoặc buộc thú vật ở trong một môi trường dơ bẩn, chật hẹp để bị tàn sát cho chúng ta ăn. Đây không phải là đường lối mà Thượng Đế định sẵn cho chúng ta để sống với những loài đồng cư. Đây không phải là cách nên cư xử của con cái của Thượng Đế. Chúng ta thật sự đã bị dối gạt để làm mọi điều này và từ đó tự thoái hóa mình vào đẳng cấp này. Thú vật là phụ tá, là bạn chúng ta và được thiên đàng yêu quý. Tôi hy vọng bất cứ gì thúc đẩy chúng ta nhiều nhất, chúng ta thay đổi và nhanh lên. Dù sao chúng ta sắp hết thời gian rồi. Nếu đợi quá lâu, tôi e rằng chúng ta sẽ không còn một chọn lựa nào nữa. Nếu chúng ta muốn mình và con cháu mình sống còn, bây giờ chúng ta vẫn còn một chọn lựa. Nhưng nếu đợi quá lâu, tôi rất tiếc, có lẽ không còn chọn lựa nữa. Đời sống thời hoàng kim. Vấn:
Con muốn biết thêm về tương lai tươi đẹp của địa cầu chúng ta. Hệ thống xã hội sẽ như thế nào? Hệ thống tiền tệ sẽ được thay thế bằng điều gì đó tốt đẹp hơn, như một hệ thống dựa trên sự dư dả và tình thương, nơi người ta cung ứng dịch vụ và sản phẩm của họ đến cộng đồng, và cùng lúc học sẽ có tất cả những gì cần thiết để sống. Điều này có thể đạt được trong thế hệ chúng ta chăng? Làm sao chúng ta bắt đầu tạo dựng thiên đàng tại thế? Chúng con thật sự trông mong điều đó. Sư phụ, tôi đã kể mấy điều này rồi, về những tinh cầu khác, để quý vị có thể thèm rõ giải. Nếu địa cầu bắt kịp sự thăng hoa tâm linh tương tự, thì tình trạng sẽ giống vậy. Địa cầu sẽ như thiên đàng tại thế, nơi mọi người có được đồng đều, những dịch vụ cộng đồng cũng như tài nguyên cộng đồng. Mọi thứ sẽ được phân chia đồng đều, mọi người sẽ được tôn trọng, thương yêu và chăm sóc y hệt như nhau, hoặc như người cuối cùng hay người đầu tiên. Hãy hy vọng điều đó sớm xảy ra. Rồi chúng ta có thể phát minh nhiều máy móc, nhiều công cụ không ô nhiễm khác để có thể du hành đến những nơi cách xa địa cầu hàng triệu năm ánh sáng và viếng các hành tinh láng giềng chẳng hạn, hoặc thậm chí di dân đến đó. Sẽ thú vị hơn những gì chúng ta đang có bây giờ. Một khi nhân loại bắt đầu từ bi hơn, thương yêu hơn và chân thật với chính mình hơn, với đại ngã từ ái của họ, với Thượng Đế bên trong họ, thì không gì không làm được. Ngay cả những điều mà họ không thể tưởng tượng sẽ xảy ra. Hiện giờ chúng ta đang cố gắng rất nhiều, chi phí rất nhiều tiền để đi lên hỏa tinh, chỉ lấy một ít nhiên liệu, một ít đất mang về. Không, đó chưa là gì cả. Trong tương lai, chúng ta chỉ việc bay đến mọi góc cạnh của vũ trụ, thăm bất kỳ ai chúng ta muốn, trong thể chất cũng như tâm linh. Hiện giờ trong tâm linh, nhiều người trong chúng ta đã viếng các hành tinh khác, điều đó được, đó là cho mình. Nhưng chúng ta cũng có thể phát minh nhiều công cụ khác để có thể bay khắp vũ trụ cùng với nhau, như chúng ta đang làm bây giờ với phi cơ, như đi phi cơ đến Âu Châu, hoặc như đi phi cơ đến Hoa Kỳ. Trong tương lai, chúng ta sẽ dùng một công cụ tương tự máy bay, nhưng sẽ dùng tư tưởng, trí lực để điều khiển. Và rồi chúng ta đi bất cứ nơi nào, không chỉ trên tinh cầu này, không chỉ tới hỏa tinh hay mặt trăng láng giềng, mà xa hơn nữa, xa hơn rất nhiều, đến những góc cạnh của vũ trụ. Và chúng ta sẽ khám phá rất nhiều thứ, rất nhiều nơi tuyệt đẹp thú vị trong ngân hà của chúng ta, hoặc ngân hà láng giềng, mà sẽ khiến cho chúng ta ngạc nhiên, sửng sốt. Hiện giờ chúng ta giống như bò trên đất, chúng ta bay một chút trên mây, nhưng chỉ vậy thôi, không hay lắm. Dù sao, tôi cũng hy vọng thấy ngài đó trong lúc còn sống. Nhưng nếu không, cũng không sao. Không quan trọng, chúng ta có thể tự mình bay riêng rẽ. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thường Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thường Sư.